Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay ngày bữa nay cha con mình có một cách tròn mới nha cả nhà. Cách tròn các bạn và tròn luôn mẹ của mấy đứa nhóc là mình xăm mình cho mấy đứa nhỏ ha. Bữa nay mình xăm mình cho mấy đứa nhỏ để coi phản ứng mẹ của mấy đứa nhỏ phản ứng như thế nào. Còn nhóc này thì mình sẽ chụp hình rồi gửi clip về cho ba mẹ của nhóc này ha. Mình còn thằng Khoa thì mình sẽ đem cho đi phe luôn với bà nội với mẹ nó để coi phản ứng sao nha mọi người. Tí cầm nước nè, tí Khoa phải cầm nước cho ba đi, quăng nước vô. Cầm cái chế cầm cái chai nước này bỏ cái đó xuống đi. Lấy cái miếng này kìa. Con cần cầm miếng con ra để cho được chị hai quay. Miếng ấy luôn. Ôi chết rồi, chết rồi. Chết mà. Đẹp tay rồi. Trời ơi, có miếng rồi. Đâu? Thấy rồi. Chai nước vô cậu. Nước thêm nha. Chai nước thêm kìa. Có chừng đó nước có sao. Ướt cái tấm kia bây giờ của mình kìa. Lũng tấm kia. Thấy khoảng 1m2. Thấy nó khoảng 1m2, 1m3 gì đó, 1m3 đi. Dài mà dễ mà. Không ai cầm nước luôn hả? Con quay đi, đi xa xa ra. Xe dần ra, xa ra, dần ra, xa vô rồi. Xe kìa. Để cho nó khô kìa. Để cho nó khô kìa, rồi. Để cái đóng vô. Cái nhà thấy không? Đây là cái tác phẩm. Đây sao ra con sao ra kéo máy ra sao ra. Ừ đứng vững. Đây là tác phẩm của chú cháu mình. Mình cho nha. Rồi. Để con nha. Nghe không? Không chậm nha. Đây tí đây, tí cái áo ra. Cái nhà thấy không? Đây là cái hình này là hình long hổ. Long hổ nên cha con mình xăm cho thằng Khoa. Nghe, xăm cho thằng Khoa để đi cho anh coi cho bà nội nghĩ gì. Rồng xăm. Chai nước đâu rồi? Khoa nhà cầm nha, cầm chai nước. Đừng đừng con lại dính nữa con. Chai nước vô. Khoa đâu? Nó dính lại rồi. Nó nhờ không lắm luôn á. Cái khai thấy cái cào đầu nó nhìn cái. Không quá chợp quá, chợp cái này về bị tiết cái đít luôn. Bảo kê mà lo gì. Chơi kìa bảo kê, bé khai lên đi, bé khai chữ rồi đó. Bảo kê mà thôi. Ba sẽ nhắn theo dòng chữ ha. Dẫn đi xăm. Đạt nhờ quay cho mẹ coi ha. Ủa bà quên. Ơi đừng có cong nữa nó dính. Ba mẹ con sợ điện thoại cô bắt. Bà quên nữa anh hai con. Anh hai mà thấy cảnh ra trước anh hai mét. Nhưng mà có dòng chữ theo nữa mà. Nổ lên. Đâu ghé nét đâu ghé. Ủa nhưng mà có số điện thoại của anh hai tiếng không?
xe đủ. Thôi 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 thôi, đứng co đứng co. Anh đợi. Cái gì rồi tao uống nước độc mặt tôi luôn tí. Công là chuyện mấy thôi. Thôi 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 rồi. Đi thôi bạn. Đừng có công lại mấy em đừng. Ở nhà thấy không? Đó, bữa nay mình làm cái clip này á để cho người nhà của mình, là má của mình, là bà nội của hai đứa nhóc này với mẹ đó, để coi coi như thế nào nha. Đi trước đi. Ở nhà thấy không? Bữa nay có hai giang hồ nãy vô trong cái xóm tôi, không biết nó làm cái gì. Không biết vô sớm tôi làm cái gì. Hai căn hộ này nó xăm mình dữ lắm luôn nè. Nó thấy không? Trời ơi, hai chú đi đâu đây hả? Má mới chở đi xăm mình về, má thấy được không má? Đẹp không? Đừng có khui ra. Nè, để coi nha. Đưa đây coi. Để bà, chú Năm coi coi. Nè. Cái anh này mới xong này, cái hình này khoảng hình này. À, chú Năm diễn luôn kìa. Cái hình này xong có mười mấy triệu à cả nhà ơi. Còn hai đứa nhỏ là mình dắt đi xong coi đẹp không cả nhà, thấy thấy đẹp á cho mình đâu, đưa đây đây coi. Để đi ra ngoài còn kiếm ăn đồ nữa, trời ơi, nè, thấy không? Giang hồ có máu mặt. Con. Khoe cái hình coi. Đưa cái hình coi. Mày mốt bà chở đi xăm mình bên kia nữa. Đưa tay phe đây coi hình coi. Nhăn đây. Thấy không? Cái nhà thấy không? Có một tí hình của pha là đẹp nè. Wow. Mới mẹ đưa thêm dòng chữ nữa là ba xăm á. Mới đi xăm lần đầu á cái mắc cỡ rồi bắn áo vô. Đưa má bằng áo vô thấy ngầu ghê. Ủa ta. Chú ơi, thấy chưa mà chết luôn rồi. À, thấy phái à, lần đầu tiên xong mình thấy phái chứ. Ừ. Thấy không? Cái nhà thấy không? Nè. Đó, đây là cái hình xăm mình xăm, mình chở cháu mình đi xăm có 12 triệu à. Còn của ông Khoa thì hơi cao hơn, nó tới 17 triệu hình màu. 17 triệu. Hình này xong vậy rồi, đây cả nhà thấy góp ý kiến nha, có đẹp hay không nha. Chỗ này là ở trên mình xăm cách đây ở trên thị trấn ở trên đây nè. Người ta không có chịu xăm trẻ con đâu. Mà tại vì mình năn nỉ lắm mình xăm cho hai đứa nhỏ. Đẹp không? Đau không? Nay nay xăm đau không? Đau. Đau dữ lắm hả? Đi đưa đây tôi chụp tôi gửi cho ngoại này coi. Ngoại cạo đầu này luôn không? Đeo dòng chữ. Để phản ứng của những người lớn như thế nào thấy con mình đi xăm mình nha cả nhà. Mắc cỡ. Mắc cỡ. Mắc cỡ không, hai đứa nào cũng mắc cỡ hết trơn. Để coi biết sao không cả nhà, biết ông làm cái clip này á. Thì có xe rồi con. Làm mấy cái này biết sao không? Tại vì á, một số là người mà người lớn á, người ta không có chịu con mình, nó xa con của mình á, là tức là không phải là hai đứa nhỏ này nha, mà là đi xăm mình. Mà thời buổi bây giờ mọi người ơi, mình á, xăm mình hay không xăm mình á, là cái chuyện đó không có đánh giá được do cái con người ha. Cho nên á, là xăm mình là bây giờ là toàn là nghệ thuật không à mọi người ơi.
ha, cho nên mình ở đây mình mua hai cái hình này để dán lên để cho con mình trải nghiệm là xem mình là cái người có nhiều người thích, người nào không thích, rồi người nghĩ như thế nào, để mình có cảm giác cái trải nghiệm mới trong cái tư tưởng đó nghe mọi người. À, thấy hai đứa thấy sao? À, hai đứa thấy sao? Nhàn. Đâu gồng đưa cái tay lại cho chú Năm coi coi. Con phải gồng mình lên chứ tự nhiên mà đưa sủi lơ gì ngon lạnh gì. Gà dẻ đại ca cái này. Gà dẻ đại ca coi. Cái gì con? Năm, để chú Năm coi coi. À, cái trái trứng cá nghe cả nhà. Mình hồi đó giờ mình thấy có thấy cái cây này ở đây nhiều lắm, nhưng mình nói ngay mình cũng mấy chục tuổi đầu mà cũng chưa ăn cái trái này nữa. Ăn được không mấy con? Mình đi quay cái clip mà xăm hình để cho mấy hai đứa nhỏ cho anh người lớn á, nhưng mà hai đứa nó mắc cỡ, nó trốn ra ngoài cây không à. Nè, hai đứa nè nó mắc cỡ, nó không dám quay, cho nên á mình đi ra mình coi, ra đây mình coi có cái gì đó để mình quay cho con mình. Cả nhà thấy không? Đâu rồi, nó xong mình không thấy không? Đây là giang hồ cộng, tức là sao cái mình nó như cộng lông á, ốm á, giang hồ gầy á. Còn đây là giang hồ béo. Đâu cái tay cho chú Năm coi coi cái tay xăm như thế nào đâu. Đâu. Hết hồn không? Rồi tí đưa cái Khoa đưa cái tay cho ba coi coi. Wow. Nó về ra đây nó ăn, nó bẻ trứng cá ăn để coi, đi dài dài ra đây coi quay hai đứa nhỏ nè. Nó mình kêu nó đi cho anh vòng vòng sớm mà nó mắc cỡ, nó không dám đi cho anh vòng vòng sớm. Mình làm clip này để mình quay lên cho mình gửi lên cho cha mẹ của thằng Tí cu này nè, cả nhà, cho cha mẹ nó nghĩ gì. Còn Khoa thì mình sẽ gửi cho bạn của nó, bạn học của nó coi nghĩ sao đó. Mọi người ơi, đi ra đây con mình nó thấy cái cây thụ lụ nè, đây nè cây nhóc trên đây nè con, đây là cây thụ lụ. Con nó nói là mấy trái vàng vàng này là ăn được nè. À, cái nhà thấy không? Mấy cái trái nè. Ăn nó thấy nó ngọt ngọt. Mình biết ở đây là cái cây lù hơn, nhưng mà mình thấy mấy cô chú mà đi lấy thuốc từ thiện vừa kiếm mấy cây thụ lù này để mà làm thuốc. Ở quê mình thấy nhiều lắm rồi cả nhà, nhiều lắm. Thank you.
chim nó ăn hết rồi. Chim nó ăn cái ruột rồi. Để cho bà cha. Mưa bay. Mưa thì đi vô hả gì? Trái chín này, cái cây này có trái chín nhóc chưa mẹ? Mẹ bé nè. Ôi trời, trái chín nhóc mà. Ăn cho cả nhà coi coi, mời cả nhà. Nè, mời cả nhà. Ôi, chú đáng rồi. Mời cả nhà.